Có thể nói Nguyễn Ánh quả đúng là chân mệnh thiên tử. Hơn thế, ông còn là một tượng đài lẫm liệt cho sự kiên trì, một phẩm chất sáng ngời trong thời chiến của người Việt. Cuộc sống từ nhỏ đến khi trưởng thành luôn trải qua nhiều đau thương và cũng nhiều lần thất bại trước quân của Tây Sơn. Nhưng ông quả là con của trời. Thiên mệnh nay đã điểm, ngai vàng lập tức lên ngôi. Sự kiên trì và may mắn của ông thậm chí còn thoát khỏi cả định luật vật lý thông thường. Nói chung, trời đã cho ông quá nhiều cơ hội, nếu không làm vua cũng uổng. Sau đây mình xin tóm tắt lại những lần ông may mắn thoát nạn. Trong này có thể mang yếu tố thực tế lẫn cả giai thoại truyền thuyết. Và đây chỉ là một số lần trong cả hàng tá lần ông chạy thoát. Mình mong sau này sẽ có một bộ phim nói về ông, chắc sẽ hay lắm đây. Lần thứ nhất. Vào năm 1777, Nguyễn Huệ đem quân đánh vào Gia Định. Đến giữa năm 1777, quân Nguyễn chống không nổi nên bị quân Tây Sơn truy đuổi đến tận Long Xuyên. Tại đây quân Tây Sơn bắt được Định Vương Nguyễn Phúc Thuần và Tân Chính Vương là Nguyễn Phúc Dương. Còn Nguyễn Ánh đã cùng gia quyến và một số tàn quân nhân đêm tối chạy thoát được. Nguyễn Ánh ngày đêm chạy theo đường Biên Hòa và Tây Ninh rồi tới tận Châu Đốc, lẫn trốn trong Thiên Cẩm Sơn. Theo truyền thuyết, tại nơi đây, khi Nguyễn Ánh chạy lên núi trốn tránh thì quân Tây Sơn cũng lùng sục khắp nơi để nhổ cỏ tận gốc. Đoàn người Nguyễn Ánh ở trên núi bị thiếu nước và lương thực, vì không thể xuống núi nên ông chỉ còn biết cầu nguyện. Trong lúc tuyệt vọng, Nguyễn Ánh dùng gươm cắm sâu xuống khe đá thì bỗng nhiên có một luồng nước ngọt từ đó trào lên, cứu cả đoàn người khỏi chết khát. Để ghi nhớ sự kỳ diệu này, dân trong vùng gọi đây là giếng vua hoặc giếng tiên. Sau đó, nhờ sự che giấu và tiếp tế của dân chúng trong vùng, Nguyễn Ánh được cung cấp lương thực và chạy trốn tiếp ra các đảo ở Vịnh Thái Lan. Lần thứ hai. Vào năm 1783, Nguyễn Ánh trực tiếp so tài với Nguyễn Huệ. Tổng cộng hơn 3 vạn quân thủy bộ mà ông gây dựng trong mấy năm trời đều bị thủy quân của Nguyễn Huệ đánh cho tan tác. Thuyền chiến quân nhà Nguyễn từ tàu bọc đồng đến tàu lớn đều bị đánh chìm và tịch thu gần hết. Bị quân Tây Sơn truy đuổi gắt gao, Nguyễn Ánh phải men theo đường rừng mà chạy. Lúc tàn quân chạy đến Định Tường, Nguyễn Ánh đã nằm trong tình thế lưỡng đầu thọ địch. Quân sĩ do bị đuổi gấp nên bỏ chạy hết, duy chỉ có một người đã quay trở lại cứu. Người đó là tiền quân Huỳnh Tường Đức. Lúc này trời nhá nhem tối, lại ở trong rừng nên khó mà xác định phương hướng. Huỳnh Tường Đức một mình lớn tiếng thách thức quân Tây Sơn lại gần. Tiếng nói của ông vang dội cả khu rừng, khiến quân Tây Sơn nghi hoặc và sợ sẽ có mai phục nên hạ lệnh rút lui. Nhờ vậy mà Nguyễn Ánh thoát chết. Đêm đó, vì quá mỏi mệt nên Nguyễn Ánh đã gối đầu lên đùi Huỳnh Tường Đức ngủ mê man. Tường Đức thức trắng đêm để đuổi muỗi cho chúa Nguyễn. Cảm động, Nguyễn Ánh ban cho ông quốc tính và xem ông như người trong hoàng tộc. Từ đó, Huỳnh Tường Đức được biết đến với cái tên là Nguyễn Huỳnh Đức. Lần thứ ba. Tháng 2 âm lịch năm 1783, Nguyễn Nhạc Sai, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ mang quân tiến đánh vào Gia Định. Quân Tây Sơn từ biển Cần Giờ, ngược dòng sông mà tiến lên đánh Gia Định. Dù Nguyễn Ánh đã lập tuyến phòng thủ từ trước nhưng vẫn bị quân Tây Sơn phá tan trong trận đánh ở cửa Cần Giờ. Tướng của Nguyễn Ánh là Nguyễn Phước Mân bị giết chết, Dương Công Trừng bị bắt sống, chỉ riêng Châu Văn Tiếp chạy thoát. Bản thân Nguyễn Ánh buộc phải bỏ chạy về Ba Rồng cùng tướng Nguyễn Kim Phẩm với tầm 100 quân. Tháng 4 năm 1783, Nguyễn Ánh sai Nguyễn Kim Phẩm làm tiên phong và Nguyễn Huỳnh Đức chỉ huy một đạo quân người Chân Lạp làm hậu ứng, đồng thời tập hợp các tướng quay về đóng quân ở Đồng Tuyên. Nguyễn Huệ hay được tin, kéo quân ra đánh phá vùng Đồng Tuyên. Quân Nguyễn Ánh bị thua to, trong trận này, nhiều tướng lĩnh bị chết. Riêng Nguyễn Ánh chạy đến sông Đăng Giang dưới sự truy sát của Tây Sơn. Sông ở đây có nhiều cá sấu, không thể bơi qua được. May lúc ấy có con trâu nước đang nằm bên bờ. Nguyễn Ánh cưỡi trâu sang sông. Khi qua được sông, Nguyễn Ánh chạy đến Mỹ Tho dong thuyền đem theo mẹ và vợ con hướng ra đảo Phú Quốc. Và thế là một lần nữa ông lại thoát nạn. Lần thứ tư. Tháng 7 âm lịch năm 1783, do biết được Nguyễn Ánh đang đóng ở ngoài đảo, là đảo nào thì sử liệu chép khác nhau. Huỳnh Minh ghi là ở Phú Quốc và Tạ Chí Đại Trường lại cho là ở Cổ Long, còn riêng Thực Lục thì lại ghi chép là ở Côn Lôn. Nguyễn Huệ liền sai phò mã là Trương Văn Đa, kéo quân xuống bao vây thành ba vòng. Nhưng lúc này bất ngờ có bão biển, mây đen che kín mít. Các thuyền Tây Sơn phải giãn ra và một số thì bị chìm đắm. Nguyễn Ánh thừa cơ lên thuyền trốn chạy và sau 7 ngày đêm lênh đênh trên biển, ông quay ra Hòn Cổ Cốt rồi lại trở về Phú Quốc. Thời gian này, vì thiếu lương thực nên binh sĩ của Nguyễn Ánh phải đi hái cỏ và tìm rau củ mà ăn. Lúc bấy giờ có người đàn bà buôn bán ở Hà Tiên tên là Thị Uyển đã chở một thuyền gạo đến dâng cho Nguyễn Ánh. Con thuyền của Nguyễn Ánh lúc gặp gió to, buồm và cột buồm bị hỏng, lúc đấy lại có thuyền buôn đem cột buồm đến dâng. Há chẳng phải là rất may mắn sao? Lần thứ năm. Vì ở nơi khác tới, để tránh tai mắt của triều Tây Sơn nên Nguyễn Ánh phải núp mình trong một bụi rậm. Bên cạnh bờ sông, gần chỗ ông đang ẩn mình, có một cô thôn nữ trông xinh xắn đang lội bắt cá. Quần áo lấm lem bùn đất mà không biết có người đang nhìn theo mình. Bỗng nhiên, cô gái hét lên chới với vì bất ngờ bị ngã xuống một hố sâu, quên ngay cả chính bản thân mình đang bị lùng bắt và bất chấp nguy hiểm. Nguyễn Ánh vội lao ra ngoài cứu.
Sau màn thể hiện đầy nam tính vừa rồi, cô gái tên Tố Lan dường như đã bị sét đánh, và thế là Nguyễn Ánh bị cô kéo về làm rể. Ông cha vợ bao ăn bao ở, giúp Nguyễn Ánh che giấu thân phận và tìm giúp các cận thần đang lưu tán để tụ họp lại, bàn mưu tiếp tục sự nghiệp phục quốc. Lần thứ 6. Sau thất bại ở Đồng Tuyên trong lần thoát thân thứ 3, thì khoảng tháng 6 năm 1783, khi Nguyễn Ánh lui quân đóng ở Hòn Đá Trồng thuộc Phú Quốc thì một thống suất của quân Tây Sơn là Phan Tuấn Thuận bất ngờ kéo quân ra truy kích. Tình thế vô cùng bức bách khiến tướng Lê Phước Điển phải dùng kế hy sinh. Ông này mặc áo ngự đóng giả Nguyễn Ánh khiến cho quân Tây Sơn phải bắt nhầm, nhưng rồi ông phải bị chém đầu. Còn Nguyễn Ánh thì đi thuyền khác chạy ra được đảo Côn Lôn, trong khi các thuộc tướng khác đều bị Tây Sơn bắt và giết hết sau khi dụ hàng không được. Một lần nữa ông lại thoát thân trong gang tấc. Lần thứ 7. Đầu năm 1785, Liên quân Xiêm và Nguyễn đụng trận với Tây Sơn trên sông Tiền. Dù lực lượng quân Xiêm đông đến 5 vạn bao gồm 2 vạn thủy binh, 300 chiến thuyền và 3 vạn quân kỵ bộ cộng với khoảng 3 đến 4.000 quân Nguyễn, do đã thua Tây Sơn nhiều trận hay do linh cảm của mình nên trận này dù Nguyễn Ánh có lực lượng mạnh hơn nhưng vẫn lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị một lối thoát hiểm khác chờ sẵn. Quân Xiêm chỉ trong một ngày bị giết đến quá nửa và gần như thủy quân bị diệt gần hết. Cả tướng rất thân của Nguyễn Ánh là Châu Văn Tiếp cũng chết trận. Lợi dụng thời cơ, Nguyễn Ánh đã nhanh chân bỏ chạy bằng thuyền rồi hướng lên bộ cùng tàn quân còn lại mà chạy gấp. Khi chạy đến Trấn Giang thì Nguyễn Ánh cùng 12 tùy tùng, trong đó có Lê Văn Duyệt đã bị quân Tây Sơn bắt được. Nhưng lúc đó viên trưởng cơ của Tây Sơn tên là Trân, vì nhớ công ơn của các chúa Nguyễn nên âm thầm thả cho Nguyễn Ánh đi. Lần thứ 8. Sau thất bại tơi tả ở trận Rạch Gầm Xoài Mút, quân Xiêm thua chạy tán loạn, tàn quân của Nguyễn Ánh chỉ còn ngót nghét khoảng 100 người. Chính khi ấy Nguyễn Văn Thành là người đã cõng chúa đi chạy nạn, trải qua hoàn cảnh đói khát khổ sở đến tột cùng, có những lúc Nguyễn Ánh phải sống như ăn mày. Cũng chính là Nguyễn Văn Thành là người chấp nhận gạt bỏ sĩ diện của một người nho nhã, đi làm cướp để nuôi Nguyễn Ánh đến nỗi bị dân đánh suýt chết. Cũng bất chấp Nguyễn Ánh khi đó chả có gì trong tay, toàn thua tới thua rất to, giám mục Bá Đa Lộc vì cầu viện pháp không được nên liền tự bỏ tiền túi ra, đồng thời đi vận động bà con cô bác gần xa nguyên góp tiền giúp đỡ Nguyễn Ánh. Một sự thật nữa là khi Nguyễn Huệ đánh vào Gia Định 4 lần nhưng không bắt được Nguyễn Ánh, đến nỗi Nguyễn Huệ ức chế không hiểu vì sao hắn may mắn đến thế nên đã hạ lệnh đào hết lăng tẩm 8 đời chúa Nguyễn tại Thừa Thiên và lấy hài cốt ném xuống sông. Lần thứ 9. Sau khi đánh bại được quân Thanh và Tống Cổ Tôn Sĩ Nghị về nước, vua Quang Trung đã lên kế hoạch cho một chiến dịch nam tiến rất lớn nhằm tiêu diệt hoàn toàn thế lực của Nguyễn Ánh, thu phục miền Nam Bộ và thống nhất đất nước. Nhưng vì trên đường gặp gió ngược nên chưa thể vào Nam. Tới khi có gió thuận thì bỗng cái chết đột ngột vì lo lắng cho cuộc viễn chinh của Quang Trung vào tháng 9 dương lịch năm 1792 đã khiến kế hoạch nam tiến này không bao giờ trở thành hiện thực. Đây được xem là thời cơ thuận lợi nhất của Nguyễn Ánh. Lần thứ 10. Lần này xảy ra vào năm 1799, lúc này Hoàng đế Quang Trung đã mất và lực lượng của quân nhà Nguyễn đã tương đối mạnh, làm chủ được Gia Định và khu vực Nam Bộ, nên Nguyễn Ánh quyết định tập hợp lực lượng đem quân tiến đánh vào Quy Nhơn. Tướng Tây Sơn giữ thành là Lê Văn Thanh chống cự mãnh liệt, nhưng chỉ được một thời gian thì hết lương thực và khí giới. Quân cứu viện thì bị chặn đánh không tới kịp nên phải đầu hàng, Nguyễn Ánh chiếm được thành, giết hàng tướng rồi đổi tên thành Quy Nhơn thành thành Bình Định. Lúc này Tây Sơn vẫn còn nhiều tướng tài, một trong số đó là tướng Nguyễn Quang Huy, đang đóng quân ở thành Phú Yên. Nguyễn Quang Huy biết tin Diên Khánh và Quy Nhơn đều đã thất thủ, ông kéo quân xuống đánh Quy Nhơn để tránh thế bị động lưỡng đầu thọ địch. Nguyễn Quang Huy đánh thẳng một mạch hạ đến 25 tướng của quân Nguyễn Ánh và kéo quân đến ngay trước chân thành kịch chiến. Nguyễn Ánh nghe báo thấy lạ nên lên thành đứng xem, Nguyễn Quang Huy nhìn thấy, nhanh chóng dùng cung sắt bắn thẳng lên thành. Mũi tên xuyên qua vai trái của Nguyễn Ánh, làm cho Nguyễn Ánh bất tỉnh nhân sự nhưng may thay ông tỉnh lại, còn quân sĩ rút hết vào thành mà phòng thủ. Cùng với đó thì quân của Nguyễn Văn Thành đã kịp thời từ Diên Khánh tới ứng cứu. Quân Nguyễn phối hợp với cứu binh mở cổng thành đánh quân Tây Sơn, Nguyễn Quang Huy không chống nổi do bị đánh hai mặt nên thua trận, quân sĩ tan rã một người một ngựa chạy lên núi Dương An. Nguyễn Ánh sau khi bị trúng tên, đành phải rút quân về Gia Định do vết thương khá nặng, giao đất vừa chiếm được lại cho thuộc tướng của mình cai quản. Lần thứ 11. Trong một lần bị thua, Nguyễn Ánh trên đường trốn chạy thì đằng sau lưng bị quân Tây Sơn do Nguyễn Văn Chương cùng cưỡi ngựa đuổi theo. Khi Nguyễn Ánh vừa chạy qua khỏi một đoạn đường hẹp thì có một thân cây lớn mục nát đổ xuống chắn ngang đường, làm cho kỵ binh Tây Sơn không sao qua được. Nhờ vậy mà Nguyễn Ánh thoát nạn. Nguyễn Văn Chương sau sự việc trên cũng đã linh tính về chân mệnh thiên tử của chàng thanh niên này, nên về sau khi Nguyễn Ánh trở lại Nam Bộ, ông đã xin hàng và trở thành một trong ngũ hổ tướng thân tín nhất, đồng thời lập rất nhiều công to. Lần thứ 12. Trong đại chiến Thị Nại, lúc thuyền chở Nguyễn Ánh trèo vào giữa biển lửa thì đúng ngay tầm bắn của hai pháo đài Gành Giáng và Phương Mai, Đại Bác nã như xả đạn vào đầm.
Tướng Võ Di Nguy của ông bị một phát tử trận, binh lính thì chết nhiều vô kể, một trận thủy chiến ác liệt nhất đã xảy ra, nhưng riêng Nguyễn Ánh vẫn bình an vô sự, làm mất hẳn cả định luật vật lý thông thường. Lần thứ 13. Mùa xuân năm 1802, vua Cảnh Thịnh sai em là Nguyễn Quang Thủy vào trấn giữ Nghệ An, còn mình thì tự cầm quân đi đánh và chiếm lại Phú Xuân. Trong chiến dịch này, nữ tướng Bùi Thị Xuân được lệnh đem 5.000 quân đi hộ giá. Thấy thế trận ngày càng bất lợi, nữ tướng Bùi Thị Xuân cưỡi voi liều chết đánh thẳng vào lũy Trấn Ninh, nơi mà Nguyễn Ánh đang cố thủ. Từ sáng đến chiều, máu và mồ hôi ướt đẫm cả áo giáp. Lúc bấy giờ, chúa Nguyễn cùng các quân tướng đã hốt hoảng nên vội chia quân vượt sông Linh Giang, đánh bọc Hậu Hồng mở đường máu thoát thân. Nào ngờ, vua Cảnh Thịnh thấy quân Nguyễn tràn qua liên tục tưởng nguy khốn liền hạ lệnh cho lui binh. Thấy vậy Bùi Thị Xuân bèn nắm áo ngự bào của nhà vua để khuyên cố đánh, nhưng khi nghe tin tướng Nguyễn Văn Chương đã phá tan thủy binh của Tây Sơn ở cửa biển Nhật Lệ, cướp được hầu hết tàu thuyền, thì đội quân của bà hốt hoảng bỏ cả vũ khí và đạn dược để tháo chạy. Thế là Nguyễn Ánh đã lật kèo, thắng ngoạn mục và từ đó tiêu diệt luôn Tây Sơn, thống nhất lãnh thổ nước Việt Nam. Lần thứ 14. Lúc vua Gia Long ra công trường để giám sát việc xây lăng, đang ngồi trong nhà thì bỗng gió giật một phát các vật liệu đang thi công đổ sụp xuống, hai hoàng tử bị trọng thương và nhiều quan khác chết tại chỗ. Thế nhưng Gia Long vẫn may mắn sống sót nhờ kịp chui xuống hố nên chỉ bị sơ sát nhẹ. Đây chỉ là một khía cạnh của lịch sử được viết lại thiên về Nguyễn Ánh và về việc mà ông đã may mắn thoát nạn trong rất nhiều lần. Mình mong các bạn để lại quan điểm của mình và bình luận ở phía bên dưới theo một chủ trương khách quan nhất và hẹn các bạn ở video tiếp theo.